À, ủa anh Nhân, thiệt tình tôi cảm ơn hai người nhiều lắm vì đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Chúc mừng nha, cố lên. Chúc mừng anh, chúc mừng chúng ta. Cuối cùng thì ước mơ của hai anh đã thành hiện thực. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. À, anh Nghĩa, tôi xin phép. Có gì cô giúp đỡ cậu ấy giùm tôi nha. Đương nhiên rồi, anh Phát là bạn thân của anh. Nhờ có anh hỗ trợ mà anh mới mời được nhà hàng này. Em là người quản lý, dù anh không nói em cũng sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình mà. Cảm ơn cô. Chuyện cuộc họp ngày hôm qua anh đừng có buồn nha. Không có gì đâu, tôi đâu có buồn. Anh không buồn là tốt rồi. Anh thông cảm đi, dạo này tình hình tài chính có chút biến động. Có lẽ vì điều đó mà tổng giám đốc không dám mạo hiểm. Nhưng mà em rất thích ý tưởng của anh. Món ăn đúng là thứ thiên biến dạng hóa, mỗi nơi mỗi khác. Khẩu vị của con người thì lại thay đổi theo thời gian. Nhưng mà để làm vừa lòng khẩu vị của tất cả mọi người là điều rất khó. Có lẽ vì vậy mà tổng giám đốc không dám thử. Khó mới xứng đáng cho thử thách là liều lĩnh. Tôi chỉ quan tâm cho thực khách thấy những món ăn của tôi làm là ngon. Vì vậy tôi hạnh phúc rồi. Sau bao nhiêu năm mà anh vẫn bay bổng vậy, không thay đổi một chút nào. Nhưng trong tình yêu thì anh ấy rất chung thủy. Sao? Nghe định nhờ chồng của Lan giúp đỡ chuyện gì nữa hả? Không có gì. Nghe chị đang động viên anh Nhân làm theo những gì mà anh thích thôi. Buổi khai trương cũng sắp xong rồi. Bây giờ Nga phải về để làm bản báo cáo với tổng giám đốc. Giao tiếp khách thôi anh. Nói chuyện vui vẻ quá ha. Em nói ai? Tố Nga. Đang ôm lại kỷ niệm xưa hả? Nói gì vậy? Anh với Tố Nga bàn chuyện nhà hàng. Làm gì có kỷ niệm xưa mà ôm. Với lại anh với Nga đã từng là bạn thân thiết. Em biết rồi mà còn hỏi. Anh coi người ta là bạn. Nhưng mà người ta đâu có nghĩ như vậy. Nói gì vậy? Chuyện xả lắc xả lơ rồi. Bây giờ ai cũng lớn rồi. Chắc là làm gì không biết. Nhắc đến anh cảnh giác. Biết anh tốt tính, người ta cứ tìm cớ để được anh giúp đỡ. Lúc đó lại xin chuyện. Em đừng có nói như vậy. Anh không có thích. Nói gì cũng không thích. Khuyên cái gì cũng không nghe. Thôi muốn làm gì làm. Đừng để tới tay ba là được thôi.